Sau hơn 4 tỷ năm đầu tiên, trái đất đã trải qua 3 liên đại, đã có những sự sống đầu tiên, nhưng thế là quá ít, cũng chưa đáng kể là bao. Hành tinh sẽ luôn thay đổi và vì thế, sự sống cũng sẽ thay đổi theo cách này hoặc cách khác. Với sự kết thúc của liên đại nguyên sinh là bằng việc xuất hiện những sinh vật cấp cao hơn trước đó. Nó đã mở ra một liên đại mới, một liên đại của sự sống, liên đại hiển sinh. Để đánh dấu cho sự bắt đầu của liên đại mà chúng ta đang sinh sống, một vụ nổ đã xảy ra, sự bùng nổ, sự sống kỷ Cambri. Xin chào các hành khách đã quay trở lại với máy thời gian, tôi là Lẻn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi xuôi dòng từ quá khứ cho đến hiện tại, khám phá các thời kỳ của trái đất thông qua video kỷ Ordovic. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Sự bùng nổ sự sống Cambri. Sự bùng nổ kỷ Cambri là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử tiến hóa động vật. Sự kiện này xảy ra vào khoảng 541 triệu năm trước và kéo dài trong vòng khoảng 20 đến 25 triệu năm. Trong thời gian này, số lượng và đa dạng của các loài động vật tăng lên một cách đột ngột và nhiều nhóm các loài có cùng đặc điểm cơ bản và nhiều sinh vật thời nay đã xuất hiện từ sự bùng nổ sự sống này. Trước sự bùng nổ Cambri, phần lớn sinh vật sống trên trái đất là đơn bào hoặc đa bào rất đơn giản. Còn sau sự bùng nổ này, hầu hết các dạng cơ thể phức tạp đã hiện hữu, từ động vật có xương sống cho đến động vật không xương sống như động vật chân khớp và động vật nguyên sinh. Nguyên nhân của sự bùng nổ này là do sự thay đổi trong môi trường, như việc tăng oxy trong đại dương và khí quyển, sự xuất hiện của các loài mới trong quá trình tiến hóa, như phát triển các gen để kiểm soát phát triển, hoặc sự xuất hiện của các quan hệ thức ăn mới khiến cho áp lực tiến hóa tăng lên. Dù nguyên nhân nào đi nữa, sự bùng nổ số lượng loài thuộc kỷ Cambri vẫn là một trong những điểm quay mạch lớn của sự phát triển sinh học và đã định hình sự đa dạng của cuộc sống trên trái đất trong hàng triệu năm về sau. Điều kiện tự nhiên. Khác với ba liên đại đầu tiên, ở liên đại Phanerozoic hay liên đại hiển sinh, thì các đại và kỷ được phân chia với mức độ dày đặc hơn nhiều. Nguyên nhân dẫn tới điều này là do sự thay đổi môi trường sống đột ngột và liên tục của trái đất xảy ra nhiều hơn, đã gây ra các cuộc tuyệt chủng lớn chưa từng thấy trước đó. Khởi đầu cho liên đại hiển sinh là sự bùng nổ sự sống kỷ Cambri. Sự bùng nổ này đã bị chấm dứt một đợt tuyệt chủng nhỏ, đánh dấu cho sự kết thúc của kỷ Cambri vào năm 485 triệu năm trước đó, mở ra một thời kỳ mới, kỷ Ordovic. Kỷ Ordovic được đặt tên theo tên của một bộ lạc người đã từng sinh sống tại vùng đất thuộc xứ Wales ngày nay, có tên gọi là Ordovic. Nó được Charles Lockwood đưa ra năm 1879 để giải quyết các tranh chấp giữa những người theo trường phái của Adam Sedgwick với những người theo trường phái của Roderick Murchison. Hai người này đã xếp đặt cùng các tầng đá ở miền Bắc Wales vào các kỷ Cambri và Silur. Lockwood nhận ra rằng các hóa thạch động vật trong các địa tầng đang tranh cãi khi đó là khác hẳn với các hóa thạch tại các địa tầng thuộc kỷ Cambri cũng như thuộc kỷ Silur, và ông cho rằng chúng phải được xếp đặt lại trong một kỷ riêng dành cho chính chúng. Đại địa chất đầu tiên trong liên đại hiển sinh là đại cổ sinh Paleozoic, kéo dài từ đầu kỷ Cambri đến cuối kỷ Permi. Đặc trưng của đại cổ sinh là việc mực nước biển của trái đất rất cao. Trong phần lớn đại địa chất này, hầu hết các lục địa đều nằm dưới mực nước biển, do đó thường xuyên bị ngập lụt. Lúc bấy giờ, phần lớn lục địa Bắc Mỹ đều bị phủ kín bởi nước. Nhờ vậy, nhiều hóa thạch giai đoạn tiền Cambri đã được các lớp đất ngập nước này bảo quản tốt cho đến ngày nay. Trong kỷ Ordovic, các biến động của mảng kiến tạo khiến các lục địa hợp nhất thành siêu lục địa, được biết đến với cái tên Gondwana. Siêu lục địa này được hình thành từ lục địa châu Phi, Nam Mỹ, Úc và Nam Cực. Sau khi hợp nhất thành một khối lục địa duy nhất, siêu lục địa mới này dần dần trôi về phía Nam trong suốt kỷ Ordovic cho đến khi đạt đến cực Nam. Cùng thời điểm đó, phần lục địa về sau trở thành Bắc Mỹ cũng bắt đầu hình thành và kết hợp với các mảnh đất khác để tạo nên lục địa Laurentia. Lục địa này nằm ở xích đạo và phân tách khỏi Gondwana bởi một đại dương nhỏ tên là Iapetus. Ban đầu, khí hậu biến đổi giữa các giai đoạn có điều kiện ấm và thời kỳ lạnh định kỳ. Nhiệt độ không khí trung bình tại xích đạo lúc này là khoảng 48 độ C, nhiệt độ biển là 45 độ C. Hàm lượng cao khí carbon dioxide vào thời điểm đó có thể là nguyên nhân khiến nhiệt độ cao đến vậy.
Điều này có thể đã gây ra sự chậm trễ cho sự phát triển về mặt đa dạng hóa sinh vật vào đầu kỷ Ordovic. Tuy nhiên, nhờ các lục địa lúc này tập trung nhiều ở phía Nam, đã hình thành nên những mảng băng khổng lồ. Điều này đã giúp cho nhiệt độ của hành tinh giảm đáng kể. Động thực vật. Trong thời kỳ Ordovic, đa số sự sống tồn tại là các loài vật sống ở dưới nước, chủ yếu là trong môi trường biển. Dù không phong phú như trong sự bùng nổ Cambrian, cuộc sống biển trong thời kỳ Ordovic vẫn tăng gấp 4 lần. Các sinh vật sống trong thời kỳ này bao gồm ngành tay quận Rachioboda, san hô, động vật hình rêu Bryozoa, ngành chân bụng Gastropoda và thực vật không mạch như rêu cũng bắt đầu xuất hiện. Các loài mực ống là động vật ăn thịt chủ yếu trong thời kỳ này. Họ hàng hiện tại của chúng là mực và bạch tuộc. Một trong số những loài phổ biến nhất là Orthocerat, một sinh vật kỳ lạ với đôi chân mọc ra từ đầu của nó. Có cả các loài tay cuộn, Rachioboda, có vỏ đối xứng hai bên. Các loài không xương sống khác sống trong vùng nước kỷ Ordovic, bao gồm các loại bọt biển, san hô và những loài cá đầu tiên. Các loài cá sống trong thời kỳ này nhỏ và không có hàm, được gọi là Agnatha, tức cá không hàm. Chúng ăn các chất hữu cơ trên đáy biển bằng cách hút và lọc. Chúng có các vỏ bảo vệ nhỏ trên phần trước của cơ thể mình. Một ví dụ về loài cá trong thời kỳ Ordovic là cá bọc giáp Ostracodon. Các hậu duệ của loài cá này có vỏ và tồn tại đến ngày nay là cá mút đá và cá mù. Ngành da gai Echinodon đạt đến độ đa dạng cao nhất của mình. Chúng tồn tại tới tận 20 lớp trong kỷ Ordovic. Huệ biển Rhinoid là loài phổ biến nhất trong thời kỳ này. Chúng trông giống như các loại thực vật có râu và bám vào đáy đại dương bằng cánh của mình, trong khi xúc tu của chúng nổi lênh bềnh trong mặt nước. Còn sự sống trên cạn trong kỷ Ordovic chủ yếu tập trung ở các loài thực vật không có mạch như rêu và dương xỉ, với đặc điểm chung là thiếu hệ thống mạch, vận chuyển nước và chất dinh dưỡng. Điều này có thể coi là sự thử nghiệm đầu tiên trong việc tiến hóa của thực vật trên cạn, một bước đi tích cực mặc dù chưa đầy đủ. Đáng chú ý là sự hiện diện của các loại vì tảo xanh và nấm. Các dạng sống đơn giản này đã tạo nên lớp phủ địa y đầu tiên trên mặt đất. Những đồng minh tự nhiên này có thể coi là những kiến trúc sư đầu tiên của sự sống trên cạn, đặt nền móng cho sự đa dạng sinh học và phức tạp hóa của các kỷ sau. Dù các dạng sống trên cạn này có vẻ khiêm tốn so với sự phong phú và đa dạng của các hệ thống sinh thái hiện tại, chúng đã mở ra một kỷ nguyên mới cho sự sống trên cạn, một kỷ nguyên nơi các loài thực vật và động vật bắt đầu chiếm lĩnh và thích nghi với môi trường mới mẻ và khắc nghiệt này. Vì vậy, kỷ Ordovic không chỉ đánh dấu một thời kỳ tiến hóa đáng nể dưới nước, mà còn là giai đoạn đặt nền tảng cho sự phát triển và đa dạng hóa của sự tiến bộ hơn mà ở dưới nước không thể vươn tới được. Siêu tuyệt chủng Ordovic và Silur. Cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Ordovic và đầu kỷ Silur là một sự kiện quan trọng trong lịch sử địa chất, diễn ra từ khoảng 445,2 triệu đến 440,8 triệu năm trước. Sự kiện này đã tiêu diệt ước tính 85% các loài sống trong kỷ Ordovic. Về mức độ nghiêm trọng theo tỷ lệ các họ động vật sống trong môi trường nước bị ảnh hưởng, cuộc tuyệt chủng này xếp thứ hai, chỉ sau cuộc tuyệt chủng giữa kỷ Permi và kỷ Trias khoảng 251 triệu năm trước. Và vì thế, cuộc tuyệt chủng này còn nghiêm trọng gần gấp đôi so với sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ Phần Trắng diễn ra vào khoảng 66 triệu năm trước, một cuộc tuyệt chủng nổi tiếng vì đã chấm dứt sự tồn tại của các loài khủng long. Một trong những nguyên nhân chính được cho là sự di chuyển của lục địa Gondwana đến phía cực nam của trái đất. Sự di chuyển này đã tạo ra các tảng băng lớn, dẫn đến sự giảm mực nước biển và thay đổi các dòng hải lưu. Hậu quả của việc này là việc tiêu diệt các môi trường sống đặc trưng và đa dạng như các biển nội lục địa, làm giảm sự phong phú của các loài sống trong đó. Ngoài ra, việc làm giảm lượng khí CO2 trong không khí do sự xói mòn của các loại đá silicat có thể đã gây ra sự làm lạnh toàn cầu. Việc này cũng có thể đóng góp vào cuộc tuyệt chủng bằng cách làm thay đổi thành phần nước và môi trường sống. Khi trái đất trở nên lạnh đi, sẽ gây ra việc giảm mực nước biển, khiến các biển lớn nằm trên các lục địa sẽ bị cạn đi. Băng hóa đã giam giữ nước khỏi các đại dương, nhưng các giai đoạn giữa các kỷ băng hà lại làm tan băng. Điều này trở thành một chu kỳ làm cho mực nước biển giảm xuống, rồi lên, lặp lại theo thời gian. Các biển nông, rộng lớn và cận lục địa trong kỷ Ordovic bị rút xuống và làm chết nhiều loài. Sau đó nó lại trở lại
và mang theo các quần thể sinh vật đó, nhưng ít đa dạng hơn, sau đó lại rút xuống một lần nữa với nhịp mới khi băng hà đến, rồi giết chết các loài vật đó và mất sự đa dạng sinh học. Và đó là câu chuyện về quá trình hình thành và kết thúc kỷ Ordovic. Trải qua hàng triệu năm với những thay đổi địa chất và sinh học đáng kinh ngạc, kỷ Ordovic không chỉ đánh dấu sự xuất hiện và phát triển của nhiều nhóm sinh vật quan trọng, mà còn là nền tảng cho sự hiểu biết của chúng ta về quá trình tuyệt chủng và sự phục hồi của hệ sinh thái. Nó giống như một cầu nối giữa quá khứ hoang sơ và tương lai đầy hứa hẹn của trái đất, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho các động vật cao cấp hơn, ngành động vật có xương sống. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần tới. Bye bye!